could be us. So back to what I was saying. Could be us. Sát thủ ẩn mình 16 năm trong vỏ bọc đại sư. Sau khi cướp của giết người, Lực Thiên Hữu bỏ trốn vào chùa, đóng giả người tu hành, cuối cùng trở thành sư trụ trì đức cao trọng vọng. Lực Thiên Hữu sinh năm 1977 ở thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô. Bỏ học cấp 2, Hữu đến tỉnh Quảng Đông làm việc trong nhà máy ở quận Phiên Ngung. Năm 2001, Hữu và bạn gái họ Ông thuê một căn hộ 2 phòng ngủ gần nhà máy, ở chung với hai đồng nghiệp họ Cảnh và Hồ. Bạn gái từng phàn nàn chủ nhà họ Lư luôn tìm cơ hội sàm sỡ cô. Nghe kể Lư có nhiều tiền, Hữu nảy ý đồ chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2002, Hữu tiếp cận Cảnh và Hồ, dụ tham gia kế hoạch. Khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 1, nhóm Hữu trốn trong phòng trọ. Ông gọi điện cho chủ nhà nói máy nước nóng bị hỏng. Dù đã khuya, Lư vẫn nhanh chóng đến kiểm tra. Sau khi mục tiêu vào phòng, Cảnh và Hồ xông ra trói chặt tay Lư từ phía sau. Cả ba liên tục đâm đá nạn nhân, sau đó lục tìm được vài nghìn nhân dân tệ, một sợi dây chuyền vàng, một chiếc nhẫn vàng cùng chiếc điện thoại di động nắp gập thời thượng nhất vào hồi đó. Hầu đưa điện thoại cho Cảnh và đưa 1.000 nhân dân tệ cho Hồ. Phát hiện Lư đã chết, Cảnh và Hồ vội thu dọn hành lý bỏ chạy. Ông cũng mua vé tàu định trốn đi nơi khác. Gia đình và bạn bè không liên lạc được với Lư nên đi tìm khắp nơi. Cuối cùng, báo cảnh sát vào ngày 7 tháng 1, thi thể Lư được tìm thấy trong phòng trọ. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát phong tỏa các lối ra vào Phiên Ngung, nhanh chóng khóa mục tiêu vào nhóm 4 người của Hữu. Sau khi xác nhận đặc điểm ngoại hình của cả 4, cảnh sát bắt ông tại một trạm rừng tàu hỏa vào 2 ngày sau án mạng. Cảnh và Hồ cũng bị bắt dù đã cải trang. Nhưng Hữu dường như biến mất không để lại dấu vết. Hắn được đánh giá là tên tội phạm rất cảnh giác và biết cách tránh bị theo dấu. Hữu không mang theo hành lý khi bỏ trốn, không tiết lộ gì về điểm đến cho ai khác, ngay cả bạn gái. Hữu đổi kiểu tóc, mua kem phấn rẻ tiền để thay đổi màu da, trốn khỏi tỉnh Quảng Đông bằng cách đi lầu vé tàu hỏa. Hắn không dám ở lại mỗi thành phố khá lâu, không dám qua đêm trong khách sạn vì sợ rằng sẽ bị báo cảnh sát trong khi ngủ. Chỉ dám chen chúc dưới gầm cầu cùng với những người vô gia cư. Sau khi tiêu hết tiền, Hữu bán dây chuyền vàng và nhẫn vàng của nạn nhân ở chợ đen, nhưng cũng chỉ cầm cự thêm được một thời gian. Khi sắp đến đường cùng, Hữu nảy ý định đóng giả nhà sư, trốn trong chùa trên núi, vừa có chỗ ăn ngủ, vừa ít phải tiếp xúc với người khác. Hắn đến ngôi chùa gần nhất, nói dối bị phá sản, vợ con bỏ rơi, phải lang thang đầu đường, xin được ở nhờ nhà chùa. Sau một thời gian, Hữu xin xuống tóc đi tu, hắn lấy cớ đi khất thực, liên tục thay đổi điểm dừng chân và bỏ trốn gần 10 năm. Năm 2011, Hữu xin làm chứng minh thư giả và đổi họ thành Dương, sau đó nhận được giấy chứng nhận do cơ quan quản lý cấp. Hắn quyết định ở lại một ngôi chùa ở Túc Thiên, Giang Tô, chỉ cách quê nhà 1 tiếng lái xe. Hữu biết xoa bóp và châm cứu chữa bệnh cho người dân địa phương, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, nhờ đó dần tạo dựng được uy tín. Tháng 4 năm 2012, cảnh sát Quảng Châu ban hành lệnh truy nã 54 nam tội phạm, bao gồm chân dung, thông tin cơ bản, tiền thưởng và in trên bộ bài tây phát hành rộng rãi. Thông tin về Hữu được in trên lá bài năm cơ. Dù ở trong chùa, Hữu vẫn theo dõi hướng đi của cảnh sát Quảng Châu, hắn còn mua một bộ cất giấu trong phòng. Năm 2014, Hữu được đề cử trở thành chủ trì tiếp theo gọi là Đại sư Khai Dũng. Danh tiếng của Hữu trong cộng đồng Phật giáo địa phương tăng cao, ngày càng có nhiều tín đồ và đệ tử. Nhưng Hữu rất kín tiếng, hầu như không tham gia các sự kiện công cộng quy mô lớn, yêu cầu cấm quay phim chụp ảnh khi thuyết giảng. Nếu có người xin chụp ảnh chung, hắn sẽ chắp tay cúi đầu và nghiêng sang một bên, dùng áo cà sa che gần hết phần cơ thể. Ai vào chùa đều phải xuất trình chứng minh thư, đồng thời hắn cũng yêu cầu các đệ tử đặc biệt chú ý đến người có hộ khẩu Quảng Đông. Ngôi chùa Hữu trụ trì thu hút nhiều người hành hương từ khắp nơi trên cả nước, bao gồm cả người dân từ Phiên Ngung, Quảng Châu. Năm 2016, một du khách tham gia buổi lễ cầu phúc của Đại sư Khai Dũng phát hiện đại sư này rất giống tên sát nhân trên lá bài năm cơ, nên báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương sau khi trở về Quảng Châu. Cảnh sát cử sĩ quan mặc thường phục đến chùa sau khi xác nhận các đặc điểm của Đại sư Khai Dũng phù hợp với kẻ sát nhân Lực Thiên Hữu và phát hiện chứng minh thư của hắn là giả mạo, cảnh sát nhanh chóng bao vây. Tuy nhiên, Hữu đã biết tin từ trước và chạy trốn qua cửa sau. Qua phân tích camera giám sát, cảnh sát Giang Tô tìm được tung tích Hữu trong một nhà trọ cạnh ga tàu.
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017, sau thời gian dài mai phục, cảnh sát xông vào nơi ở của Hữu, phát hiện hắn đang định trốn qua giếng trời. Nhìn thấy cảnh sát, Hữu sững người, giơ hai tay lên và nói, các anh đưa tôi đi đi. Hữu cho biết sau khi trốn khỏi chùa, hắn gần như cắt đứt liên lạc với mọi người để tránh bị phát hiện. Sau gần nửa năm sống trong xe tải, Hữu chuyển đến khu nhà gần ga tàu vào tháng 6 năm 2017. Hắn mở một giếng trời trên mái nhà, biên để hé sức trốn thoát dễ dàng. Sau khi bắt giữ Hữu, cảnh sát tìm thấy hơn 700.000 nhân dân tệ tiền mặt trong phòng. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Hữu bị áp giải về Phiên Ngung, hắn bị tuyên tử hình, hoãn thi hành án 2 năm.